Alo, thân chào quý vị, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có nhận được cái bóng đèn này là quý vị. Bóng đèn là bóng đèn gạn đông. Anh của thằng gạn tây, anh em của thằng gạn nam mà. Bóng đèn rất là to luôn, bự chà bá luôn. Cái tay mình mà cầm không muốn giáp cái bóng đèn này nữa. Trước tới giờ mình thấy bóng đèn to thế này nè. Chắc cái bóng đèn này nó hư rồi, ta mới giục. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô thử coi nó có lên không. Lên luôn cái khỏi sửa. Đây, mình sẽ gắn bóng đèn vô. Rồi, đây là cái ổ điện nè, ghim vô. 2, 3. Rồi, nó chớp chớp, đó, gì thấy không? Cái tình trạng nó chớp chớp, nhấp nháy này nè. Là theo mình đoán là nó đã chết một cái bóng led nào rồi, ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo bóng đèn này ra nữa mà mình kiểm tra coi nó có chết con led nào không nha quý vị. Trước tiên cút điện ra trước. Chứ để điện đó rồi mình làm không cẩn thận cái nó giật mình cái nhăn cái hàm răng trắng tư mình ra nữa báo nè. Bóng đèn này tháo ra khó lắm cho nên mình sẽ tháo từ từ. Quý vị kiên nhẫn theo dõi ha. Mình làm thì mình không có cắt ghép quý vị. Để không thôi, có một số bạn nói mình đó là ghép cái này cái kia, nhưng mà thôi mình làm video nó dài chút nhưng mà không có ấy luôn, không có dừng video luôn. Quá trình tháo thì nó hơi lâu một chút, quý vị chờ giùm mình. Rồi, nghe không nổi luôn quý vị ơi, quá cứng. Gạn đông nghĩa là quá cứng, đèn này tháo khó. Đây, dặn nó, dặn nó chạy vậy nè. Sao mình không ra ta? Không lẽ dùng cái phương pháp thần thánh nó là nại cho nó banh luôn. Dạ coi, rồi xong luôn, một cái bốc luôn. Thì theo mắt thường mình quan sát được thì mình thấy nó có một cái bóng này nè. Nó đã cháy tim rồi nè, một bóng nè. Thêm cái bóng thứ hai là bóng này nó đã nổ tim nữa nè. Và đây là cái bóng thứ ba. Nó sử dụng led của Samsung nha. Thằng Sam này chắc nó còn chữ sung luôn à. Rồi, như vậy là mình sẽ tiến hành thay mấy con led này ha. Để thay được thì đầu tiên mình phải xác định led này bao nhiêu volt cái đã. Bằng cách mình sử dụng cái bộ nguồn auto của mình nào quý vị. Đây, mình sẽ dặn lên là led này không bao giờ dưới 6V đâu. Mình sẽ dặn 6V. Đấy. Và mình sẽ lấy hai cái cây que này mình sẽ đo để coi nó có cháy được con led không. Rồi, nó không cháy luôn nè, thấy quý vị thấy chưa? Nó không cháy được con led luôn. Mình sẽ tăng lên 7V, mình kéo từ từ lên. Rồi, nó sáng led rồi nè. Như vậy là led này led 9V rồi. Led này led 9V nè. Sáng trâu rồi đó, 9V. Mình phải tìm những con led 9V trong mà mình thay vô mới được. Quý vị đợi mình chút, mình sẽ kiếm cái mạch 9V. Ở đây mình có một gỗ led luôn nè. Đây. Đây có một cái dĩ led này, nó cũng là thấy nó cũng là không biết mấy volt nữa nè. Mà không phải cái này đâu. Mình phải tìm mấy con led mà giống nó mới được. Đây mình coi cái led này mấy volt. Bản này có thể được nè. Và bản này cũng vậy nữa nè. Đó. Bằng cách là mình sẽ đó là lấy cái này nè, mình sẽ đo nó. Đây, nó sáng choang luôn nè. Xuống rồi, xuống 7V, coi nó có cháy không? 6V coi, nó không cháy là led này là phù hợp để mà thay.
không cháy nè quý vị. Đó, lên 7V nè, 7V nó mới sáng mờ mờ à. Đó, như vậy là giống lần này nè. Đó, sáng vậy là ok. Thấy chưa? Rồi, mình đã xác định được LED này là thay được. Đây cũng vậy nữa nè, 6V không sáng nè. 6V là nó sẽ là cháy không nổi nè. Mình sẽ là lên 7V thì nó mới sáng được. Đó. Ok. Ok em. Ok man. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là tháo mấy con LED này ra nha quý vị. Tháo mấy con LED này ra. Bây giờ mình chưa có những con LED này, bắt buộc chúng ta phải tháo nó ra. Tháo nó ra mới làm được chứ không tháo ra sao làm. Đấy. Cái quá trình sửa bóng đèn thì nó hơi lê thê, hơi dài dòng lằng nhằng chút. Đó, mình sẽ tiến hành tháo nó ra. Mình sẽ lau sạch cái keo tản nhiệt cái chỗ này, xong rồi mình tháo LED. Cái bản mạch này là mình thấy là nó không có đứt cái gì luôn á. Thôi mà cậy đi. Quan trọng là mình sửa được cái bóng đèn to chà bá kia kìa. Còn mấy thằng này nó nhỏ xíu, không có xài gì đâu. Rồi mình sẽ tháo, tiến hành tháo nó ra nha quý vị. Lấy mấy con LED này ra. Và dụng cụ để mà tháo đó là chính là mình tháo bằng cái mỏ khò của mình. Đó. Đây là em nó, mỏ khò mày này. Mình đã review rồi. Rồi mình sẽ dặn lên cái mức cao nhất. Giờ mình để đó, chờ một chút xíu cho nó nóng đỏ lên rồi mình sẽ đó là đưa vô. Giờ mình tháo LED ra. Tháo mấy con LED này ra. Đấy. Tháo ra đang mà thay vô cái thằng kia. Nói cái gì? Mình chờ cho nó nóng đỏ lên. Tóm thì mấy con LED này không bảo đảm. Nóng lắm rồi đó. Nóng lắm rồi đó. Rồi mình sẽ tăng gió lên. Đây. Rồi mình sẽ cho nó vô chút đi. Rồi mình sẽ lấy cái cây gấp chuẩn bị. Rồi nó nóng đỏ lên rồi đó quý vị. Thấy đỏ cái đầu mỏ khò đó. Chờ cho nó nóng cái miếng nhôm này nè. Đấy. Đấy. Xuất LED rồi đó. LED bắt đầu xuất rồi đó. Ta nhanh chóng lấy ra mấy con LED liền. Ok, LED xuất rồi. Kéo cái này ra chút quý vị ơi. Tạm rồi. Nó vuông góc nó mới có đủ độ nóng rồi mình lấy LED được. Lấy tất cả mấy con LED này ra luôn. Đằng sau đây mình có sửa thì mình sửa luôn.
Ok. Mình đã hoàn thành các bước lấy cái con led ra rồi. Đó, còn cái miếng này thì mình vứt đi, không xài nữa đâu. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ thay led. Nhưng mà trước khi thay đó thì chúng ta phải xác định được coi led là con nào âm, con nào dương, nó nằm như thế nào. Mình nhìn sơ sơ mình cũng biết con nào âm, con nào dương nữa. Giờ mình đo coi con led nào sống, con led nào chết. Mình bảo đảm luôn nè, chắc chắn là cái đầu bên đây là nó sẽ là dương nè. Đó, thấy chưa, sáng nè. Bằng mắt thường của mình quan sát á, nè đảo này lại mới đúng nè. Tại vì cái đầu dương nó sẽ ngắn hơn cái đầu âm. Này nè, này dương nữa nè. Đảo đầu này lại. Rồi như vậy là những con led này là nó là dương nè. Giờ mình sẽ tiến hành là sửa thay thôi. Đó. Mấy con led bên đây là dương nè, để đây đây. Rồi giờ mình sẽ là lấy này ra. À, chuẩn bị đồ nghề để mà làm. Mình sẽ đó là khử con led này ra và hàng vô một con, hai con. À, nó có đầu âm, đầu dương rõ rồi. Đó. Đầu tiên mình khử nó ra trước. Mình sẽ làm này trước nè. Đó, khử nhẹ nhàng tình cảm thôi, đừng có mạnh quá. Mạnh quá nó sức à. Nhẹ nhàng nó cũng sức nữa. Thêm này nữa. Chết rồi, đâu có sống ở đâu mà xài này. Này nữa, ba thằng luôn. Này nó mới đen đen hơi à. Nó mới có cái ai. Rồi, bước tiếp theo mình đã rút được cái kinh nghiệm rồi. Đó là chúng ta sẽ đó là hàng chì vô, si chì vô. Đâu rồi, chì của mình đâu rồi? Đây. Con chì 13.000 của mình, mình sẽ đó là hàng vô đây. Cho nó một miếng, rồi mình đó là quậy quậy cho nó sức ra hết. Sức cái chân led cũ ra. Mới thay được. Tùm lum hết trơn luôn rồi. Sức chưa? Hình như sức rồi. Cho nó vô một cái miếng đó là nhựa thông đặng mà cho nó bên nào ra bên nấy chứ đâu tè le hết trơn vậy. Rồi. Rồi. Vô miếng nữa đi em, miếng thiết nữa đi em. Đó. Thay con led đó trước nha. Rồi mình sẽ thay con led đó trước. Bằng cách là mình nữa là thế này. Một tay gấp con led lên. Tao hơi bị rung. Đặt vô rồi gớt con led luôn. Tên nữa nghe. Nhìn cũng biết. Hơi là cái led này mình nhìn được á. Mình không có bị đuôi. Đặt vô đây. Chấm chì. Đè cái đầu con led xuống. Chấm lại đè cho nó sát chút. Đấy. Rồi cái mí bên này chúng ta đó là dí chì vô cho nó dính lại. Chút chút em nó. Rồi. Sau khi mà thay một con xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra con đó liền. Lấy hai cái que chọt vô liền. Con nó có sáng không? Sáng thì làm lại. Đấy, sáng. Một con. Mặc dù thay thì không được đẹp nhưng mà quan trọng là nó đã sáng. Tiếp theo tới con led này và con led này. Điệp khúc cũ đã bao lần lặp lại. Đây. Cho chị vô. Rồi sức luôn, sức cái miếng cũ ra ngoài rồi. Mình có chị vô mà dí cái hàng vô là nó sẽ sức cái miếng dưới con led cũ à. Đó, sức luôn rồi nè. Đó là mình hàng cái con led khác vô. Đấy, rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Gì? Gấp một con led.
đưa vô đây. Đó, nó dính rồi đó. Để cái đầu nó xuống. Còn đầu bên đây chúng ta chỉ cần đó là vuốt nhẹ tình cảm. Giờ này chưa ăn cơm tay hay bị gung. Đấy. Mặc dù thay con rác không có được đẹp nhưng mà quan trọng là nó có sáng hay là không thôi, chứ đẹp làm cái gì. Đẹp cũng có ăn được đâu. Dương âm, sáng không? Đó, sáng rồi đó. Và con lách cuối cùng là cái đầu nó ngược lại. Vệ sinh cái mỏ hàng chút coi. Cho nó vô một miếng chì coi. À. Rồi. Đó, xuất cái miếng thứ nhất rồi đó. Rồi xuất luôn cái miếng thứ hai rồi đó. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho bên đây miếng chì nữa đi. Rồi. Mình sẽ lấy một con led. Led này. Này đi đỏ đầu lại. Đấy. Đấy, dính chắc chắn dính rồi đó. Bên này. Đấy. Xong rồi đó. Thay ba con led và mình cũng phải kiểm tra lại một lần nữa. Con led này thì nó ngược đầu lại quý vị. Ngược đầu lại. Đấy, sáng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghim điện vô, kiểm tra thành quả của chúng ta nào. Đây, 2 3 Yes. Good. Sáng. Sáng rồi. Không có bóng đèn nào mà không sáng vậy. Sáng hết trơn luôn. Wow. Ngon lành canh đào. Kính thưa quý vị và các bạn, thì thành quả của mình đã sửa được cái bóng đèn to này bằng cái phương pháp mà bản bựa. Và tất cả bóng đèn đã được sáng hết rồi đó. Quý vị nhìn người mắt thường cũng nhìn thấy mà. Đấy. Ok nha. Như vậy là bằng cấp là mình đã thay các cái con led nè, thay ba con. Đây một con. Lấy nét cả mày. Đấy, hai con. Và đây một con nữa, ba con. Thì được cái bóng đèn led. Rồi, chúng ta sẽ dặn lại. Thành công. Ok, trời ơi cái bóng đèn to chà chăn bá luôn, ngon lạnh luôn. Rồi, thân chào quý vị ha, hẹn gặp lại quý vị trong các phần sửa bóng đèn tiếp theo của mình. Bye bye.